my first time. I really like it. It's fresh and it's not too sweet. Thì anh thấy ngon. Mà anh thích kem thích nhất là kem cốm. Cốm mà nó kiểu nó dẻo dẻo, nó thơm. Người đây đến ăn kem bạc trưng, kem cốm, đậu xanh là ăn nhiều hơn những loại kia. Sữa là sữa đặc của Vinamilk, còn ở ngoài thì nó có nhiều đá, bột ăn nó không ngon bằng. Thì nó bán được nhiều hơn ngày thường, nhiều lần.